Vân Anh và chương trình Tất Đất Tất Vàng với anh Bình Trần và anh Kevin Huỳnh. Xin chào tái ngộ quý vị khán giả của VNTV. Chào anh Bình và anh Kevin. Em kính chào chị Vân Anh, chào anh Kevin và chào quý vị khán giả của đài VNTV. Em chào chị Vân Anh, chào anh Bình và chào khán giả. Vâng, thưa quý vị, kỳ trước thì hai anh đã chia sẻ với chúng ta với ba cái điều mà chúng ta không nên làm và ba điều nên làm trước khi chúng ta quyết định mua nhà. Và ngày hôm nay rất là hay, thưa quý vị, anh Bình Trần và anh Kevin sẽ chia sẻ với quý vị ba điều mà chúng ta không nên làm và nên làm sau khi cái offer của chúng ta đã được accept, thì tức là đã được chủ nhà đồng ý, phải không anh? Dạ, đúng rồi. Thì nói chung là hôm bữa là mình nói vấn đề không nên làm và nên làm trước khi mua căn nhà, thì hôm nay mình sẽ nói vấn đề nên làm và không nên làm sau khi có offer accept. Thì cái vấn đề không nên làm thì nó gần như cũng giống như cái vấn đề trước khi mà mình mua căn nhà đằng sau đó, nghĩa trong thời gian này mình không nên thay đổi việc làm cho tới khi cái loan của mình đóng. Không nên ra mua bất cứ những cái nợ nào khác, giống như nợ xe cộ, lấy thêm nợ credit card mà ảnh hưởng tới cái credit của mình. Nói chung là một phần nữa vấn đề tiền bạc thì cũng không nên bắt đầu bỏ vô tiền mặt hay cái gì đó không có thể mà chứng minh được cái nguồn tiền. Đó là những gì mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái credit, ảnh hưởng tới cái gọi là cái qualify của cái loan của mình. Còn cái vấn đề nên làm thì cái chuyện đầu tiên mà khi mà mình nghĩ là khi quý vị đã có được cái offer mình chấp nhận được, cái chuyện đầu tiên mình nghĩ là nên order một cái home inspection. Đúng rồi. Kevin có thể nói biết lý do tại sao home inspection quan trọng không? Thường thường cái home inspection đó là đa số mà cái người mà mua nhà mà được accept tại cái điện đầu tiên mình phải làm là order home inspection. Và tại sao nó là quan trọng trong cái việc mà đi mua nhà? Thì cái home inspection nó có thể là prevent nhiều vấn đề sau này. Ví dụ mình không có làm thì sau này cái nhà mình bị hư thì không ai bảo đảm cho mình. Rồi, đó là một vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa, thí dụ mình có được làm cái inspection, mình kiếm được cái gì mình có thể mà nó là hư hao nặng quá, thiệt hại nặng á, mình có thể negotiate là tiếng Việt là gọi là bàn giao với cái người chủ nhà có bớt cho mình thì làm cho mình không. Đó là quan trọng. Nói chung là cái home inspection là để mình biết được những cái vấn đề gì có liên quan tới cái nhà có bị hư hay gì, để mình bắt đầu từ giây phút này mình có thể nói chuyện với người bán nhà để mình biết là ok có nên những cái gì cần sửa, hoặc là mình có thể nói chung là xin tiền sửa hay là giảm giá. Ok, thì mình mà nhiều khi những cái lỗi đó, cái mắt thường của mình không nhìn thấy được, phải không anh? Đúng rồi, cái home inspector, cái người mà làm inspector hình như là họ cũng như leo lên mái leo nhà đó. Họ leo nóc nhà, everything thử hết. Đúng rồi, rất là quan trọng. Thì hiển nhiên trước khi mà có cái khi mà mình nhận được cái offer, cái chuyện đầu tiên mình phải làm là mình phải liên lạc cái người loan officer của mình trước, đúng không? Tại vì cái người loan officer giống như Bình thì cần nên biết là khi cái offer sắp đến chi, để hai thứ Bình sẽ cho quý vị biết là những giấy tờ gì cần phải update, có nghĩa là sao, nhiều khi cái pre-approve đó có thể là 2-3 tháng về trước. Thì bây giờ mình cần những cái gì mà cái gì gọi là update nhất. Với lại một phần nữa, Bình cũng phải bắt đầu liên lạc với những cái người liên quan tới cái transaction này. Thì đó là phần đầu tiên, rồi sau đó là home inspection ha. Đúng. Thì rồi sau khi home inspection thì cái bước kế tiếp quý vị nên làm là sẽ phải order một cái gọi là cái appraiser. Ok. Thì cái appraisal là lý do tại sao, là để nhà băng biết được là cái giá nhà mình mua có đúng hay không, cái nhà có bị hư hại gì hay không. Thì đối với nhà băng, cái băng appraisal rất là quan trọng. Nhưng mà đối với cái người real estate, Kevin nghĩ thế nào khi mà cái có một cái appraisal đó ra, nó quan trọng bên cái transaction như thế nào ha? Theo Kevin, trong kinh nghiệm thì Kevin nghĩ là rất là quan trọng cho người bán nhà và người mua nhà, người làm loan luôn. Tại vì cái giá nhà mà nó thấp quá cũng không được, mà cao quá cũng không được. Thì cao quá thì băng nó đâu, thấp quá thì băng nó đâu cho mượn tiền. So cái appraisal phải đúng cái giá tiền bán, thì nó rất là dễ cho cái người mua, người bán như người lender. Nếu mà nó chênh lệch quá thì cái sự mà khó khăn nó sẽ rất là xảy ra. Cái thí dụ điển hình là đang xảy ra hiện giờ là giữa em với Kevin đang làm một cái transaction của chị. Có nghĩa là cái người khách mua căn nhà 500,000 nhưng mà thật sự ra điểm giá chỉ có 475,000 mà thôi. Thì thật sự khi mà em cảm giác là như thí dụ như giá nhà mà thấp hơn thì nhiều khi đó có lợi cho cái người mua nhà, tại họ có thể mua giá rẻ hơn, đúng không? Anh Bình nói chính xác, nhưng mà cái người bán nó đâu có chịu. Chưa chắc là chịu. Nhưng chắc người ta bán chịu. Chứ bán người ta, có thể người ta muốn bán 500 mà 475 ta chưa bán, chưa chắc người ta bán. Cũng là tại sao mình cần cái appraisal, tại mình negotiate.
ta bàn giao với người chủ. So ngoài ra cái sau khi appraisal, hiển nhiên cái khi mà cái loan đã approve rồi thì những thứ là mình cũng khuyên quý vị nên làm như nãy mình nói là sao, là nói chuyện với người insurance agent để lấy một cái insurance cho cái nhà của mình. Ngoài ra nữa là mình sắp sửa mua nhà thì mình nên bắt đầu đổi địa chỉ nè, đúng không? Điện nước. Mình phải đổi điện nước, cable, thật sự nhiều cái nhỏ nhặt này, nhưng mà thật sự có thể là mình không nhớ đến, tại vì mình quá bận rộn để mua căn nhà, lo thời gian mua căn nhà, mình không để ý đến những cái nhỏ nhặt này. Có thể là nhiều khi nó mình không nhớ, nó lại ảnh hưởng rất là nhiều thứ sau này chị. Thì mình nghĩ đây là những cái nên làm sau khi mà cái offer mình đã được đồng ý. Vâng, rất là hay thưa quý vị, đó là những cái chi tiết rất là cần thiết cho chúng ta, cho tất cả mọi người chúng ta, cho những người đã có nhà rồi, những người chưa có nhà và những người đang có ý định mua một căn nhà. Anh Kevin, hồi nãy anh Kevin có nói là anh kể một cái câu chuyện, tức là cái căn nhà đó họ mua 500 ngàn nhưng mà khi mà tới định giá thì có 475 ngàn thôi. Cái đó nó có xảy ra thường không anh? Thật sự cái đó nếu mà nó xảy ra thường thì không phải là không thường, nhưng mà có thể là mình có thể thấy nó trung bình một hai lần trong một tháng cũng có. Nhưng mà có thể xảy ra, tại vì khi mình làm nhiều cái deal thì cái những cái deal đó sẽ có trường hợp xảy ra sẽ nhiều hơn. Mà cái vấn đề khó khăn ở đây là quý vị nhớ, khi mà cái nhà định giá thấp hơn, nhà băng chỉ cho mượn trên cái giá nhà mà họ định giá. Có nghĩa là nếu như mà căn nhà đó định giá, căn nhà đó mua 500 ngàn, quý vị mua 500 ngàn, mà định giá trên 475, mà quý vị thí dụ theo nhau quý vị bỏ 20% down, thì đã 20% down đó chỉ là bay trên cái 475 ngàn chứ không phải là 500 ngàn nha. Nhà băng chỉ cho vay mượn trên cái tiền định giá mà thôi, chứ không cho mượn hơn. Cho nên cái vấn đề còn lại là giữa seller với lại buyer, hai người đều định với nhau, phải không? Đều định với nhau. Dạ vâng. Cho em xin nói cái, chị hỏi em là có happen nhiều hay không? Yeah. Trong vòng 2 tháng này em happen 3 cái rồi. Anh nghĩ là có lẽ có phải là tại vì bây giờ nhiều người mua nhà quá cho nên họ phải trả cao như vậy để họ mua được nhà không anh? Cái này cái chương trình em làm cũng maybe 2 lần rồi, em nói về cái listing price của nhà mình đó. Thì cái người seller luôn luôn là muốn list cái nhà mình cao quá. Đó thì đâm ra mới xảy ra cái chuyện này là cái appraisal thấp vậy thôi. Và khi mà định giá như vậy thì anh, thì có những cái trường hợp nào mà hai bên thương lượng với nhau và cái người mua đó được bớt không anh? Ví dụ như hôm mới đầu nói bằng lòng mua 500, nói bây giờ anh thấy không, bây giờ nhà băng trị giá căn nhà này có 475, anh có thể bớt cho tôi được không? Có chứ, có. Thông thường là như vậy. Yeah. Thường là như vậy, trừ khi cái nhà đó gọi là quá hot đi rồi, coi như là bất cứ giấy nào ai cũng muốn mua thì có thể là không, nhưng mà thường là phải bớt. Vâng, thưa quý vị, nói như vậy để thấy rằng cái chuyện mà chúng ta có một người đến để appraisal cái nhà nó rất là quan trọng, bảo vệ quyền lợi cho cả người mua lẫn người bán. Và khi mà căn nhà chúng ta mua là chúng ta ở nhiều khi mấy chục năm, rất là lâu, phải không quý vị? Cho nên chúng ta muốn là chúng ta sẽ thật sự là happy, thật sự là hài lòng với căn nhà. Dạ đúng rồi chị. Đó là lý do tại sao chúng ta phải có những người chuyên viên để giúp đỡ chúng ta, chứ nếu mà chúng ta làm một mình á thì những cái điều mistake đó nó sẽ dễ dàng xảy ra với chúng ta mà chúng ta không có biết được, phải không quý vị? Và một lần nữa, quý vị có tất cả những nhu cầu mua bán nhà cửa hoặc là bất cứ nhu cầu gì liên quan đến đi ốc, mời quý vị gọi cho anh Kevin cũng như là anh Bình Trần, hai anh sẽ trả lời tất cả những cái thắc mắc đến cho quý vị, chứ không cần là quý vị phải mua nhà ngay lập tức, phải không anh Bình? Yeah. Anh Bình có muốn nói lời gì giúp tay chúng ta chia tay? Dạ không, thì Bình xin gửi lời chúc quý vị khán thính giả một ngày vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Nói chung là như Bình nói, có những gì thắc mắc liên quan về vấn đề cho vay mượn hoặc là địa ốc thì nên có thể tham khảo miễn phí, gọi cho Bình hoặc là Kevin ở đây, thì bên đây sẵn sàng có thể trả lời những cái thắc mắc của quý vị có. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Bình xin kính chào quý vị khán giả. Kevin xin kính chào quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu mua nhà ở, đầu tư hoặc là tái tài trợ, xin gọi cho Bình Trần. Công ty của chúng tôi có rất là nhiều chương trình làm loan cho những người mua nhà lần đầu tiên, để cho mướn, hoặc là những chương trình cho những người chuyên về self-employed như là chủ tiệm nail. Công ty chúng tôi làm loan cho rất là nhiều tiểu bang, từ Cali, Texas, Colorado, Arizona, Missouri và Nevada. Nếu quý vị có nhu cầu mua bán nhà đất, commercial và business, xin liên lạc cho Kevin. Ngoài ra Kevin còn làm property management. Quý vị nào mà có nhà mà cần quản lý, xin liên lạc Kevin.